Chị chào em. Dạ, em chào chị. Dạ, em quan tâm thấy làn da trên mặt em nè chị. Chị thực ra chị thấy là da em rất là đẹp, da trắng, dạ, mịn màng rất là đẹp. Có cái dạ, điều da mặt thì nó cũng hơi sạm tí ha. Năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em cũng mới 34 tuổi thôi chị. Em sanh nở chưa? Dạ, hai bé rồi chị. Chắc là từ cái lúc mà có bé rồi hóc môn thay đổi, nội tiết tố cũng thay đổi rồi mình lên nám nhiều hơn đúng không? Dạ, với em thức khuya nữa đó chị. Dạ, chị thấy là quầng thâm nhiều ở cái vùng dưới mí mắt này, dạ, cũng như là những cái vấn đề sạm nám của mình nó cũng khá là rõ, vì cái da mình nó trắng nữa, nó phí đi, nó sẽ thấy rõ hơn nữa. Dạ, chứ cái da mình nó quá đẹp thì cần chăm chút một chút nữa để cho nó hoàn hảo hơn. Với lại chị thấy là cái gương mặt của mình nó cũng có cái má nó hơi đổ, dạ, một chút. Dạ, tại vì em biết tại sao nhiều khi cái cơ với collagen mình cứ mất đi đó, cái đó nặng nó sẽ kéo cái dụng của mình xuống, thì chị thấy là nó tạo những cái rãnh ở đây nè, cái rãnh rồi ngay cả cái rãnh ở ngay cái khóe miệng nữa thì thấy nó cũng hơi mệt một chút, yeah, một chút thôi. Cái này, yeah, chỉ cần điều chỉnh một tí. Rồi ngoài ra chị thấy là ở cái phần mà nọng cằm của em cũng có một chút mỡ. Yeah. Thì cái này chị đề nghị em sử dụng công nghệ anti-aging với những cái phương pháp như là Utherapy rồi sóng cao tần kết hợp lại với nhau. Tại vì đây là những cái phương pháp mà đi bằng sóng siêu âm vi điểm, nó sẽ đến đúng cái điểm mà lớp hạ bì sâu ở dưới da của mình, thì sẽ làm cho thứ nhất là cái phần cơ nó được săn chắc lại, thứ, yeah, hai là tăng sinh collagen, tăng elastin rồi nguyên bào sợi nữa, thành ra là cái da của mình nó sẽ được gọn lại, thon lại, và đồng thời là nó kéo gương mặt lên.